Sự suy thoái kinh tế hiện nay của Trung Quốc khiến nhiều nhà quan sát lo ngại về sự lan tỏa, bao gồm cả khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ cố gắng thay thế chủ nghĩa dân tộc bằng sự thịnh vượng để làm cơ sở cho tính hợp pháp. Một số thậm chí còn lo lắng rằng Đảng sẽ tấn công ra nước ngoài để chuyển hướng đổ lỗi và củng cố sự ủng hộ ở trong nước. Những lo ngại này là có cơ sở vì dữ liệu mới cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiều năm trước đã đưa ra quyết định sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để duy trì quyền lực. Theo quan điểm của Bắc Kinh, chủ nghĩa dân tộc và sức mạnh quân sự là những yếu tố phục vụ cho sự thịnh vượng trong tương lai, và nếu điều này gây bất ngờ thì đó là do cố ý. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại trong hơn một thập kỷ, vì vậy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều thời gian để quản lý sự giảm tốc một cách có trách nhiệm, và như được nhiều nhà hoạch định chính sách và nhà kinh tế phương Tây thúc giục chuyển đổi sang tăng trưởng bền vững hơn nhờ tiêu dùng. Nhưng Đảng đã không thực hiện lời khuyên này, có lẽ vì nó sẽ đòi hỏi những thay đổi về cơ cấu, có thể làm suy yếu khả năng nắm quyền của họ. Thay vào đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc phản ứng trước tình trạng tăng trưởng kinh tế đang chậm lại bằng cách đổ nguồn lực vào quân đội của mình, Quân đội Giải phóng Nhân dân, PLA. Bắc Kinh đã cố gắng che đậy quy mô của khoản đầu tư này, trong khi ca ngợi cam kết của Đảng về một sự trỗi dậy hòa bình, các quan chức Trung Quốc đã công bố số liệu ngân sách quốc phòng hàng năm trong thập kỷ qua cho thấy rằng họ vẫn duy trì chi tiêu cho quân đội, gần như gắn chặt với tổng sản phẩm quốc nội, GDP của Trung Quốc, tức là ngân sách của quân đội tăng lên, tỷ lệ thuận với lợi ích kinh tế rộng hơn. Mặc dù GDP của Trung Quốc được nhiều người cho là thấp hơn so với báo cáo, và ngân sách của quân đội cao hơn, cộng đồng toàn cầu phần lớn chấp nhận quan điểm của Bắc Kinh rằng hai yếu tố này có liên quan với nhau, cho phép Đảng giải thích sự tăng cường quân sự thời bình lớn nhất kể từ những năm 1930. Ví dụ, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế mô tả chi tiêu quốc phòng ngày càng tăng của Bắc Kinh là có mối liên hệ chặt chẽ với tổng sản phẩm quốc nội đang phát triển của nước này, đến mức kể từ năm 2000, tỷ trọng chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong GDP đã dao động ở mức gần 2%. Bản tóm tắt nhẹ nhàng này phù hợp với dữ liệu công khai của Trung Quốc, nhưng không phù hợp với lẽ thường. Thật không may, cho đến nay, mọi ước tính công khai về chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc dù từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm hay Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đều dựa trên số liệu thống kê được công bố từ Bắc Kinh với những điều chỉnh nhỏ, bao gồm việc bổ sung các khoản chi tiêu phi quốc phòng từ ngân sách chính thức. Nếu bạn chứng kiến Trung Quốc liên tục sản xuất nhiều tàu, máy bay và tên lửa mới hơn mức bạn có thể đếm được trong hầu hết thập kỷ qua, và sau đó tự hỏi làm thế nào ngân sách của quân đội chỉ có thể tăng một con số theo giá trị thực như đã tuyên bố, thì bạn đã nghi ngờ đúng. Ước tính độc lập từ dưới lên của nhóm chúng tôi về chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc cho thấy đầu tư vào quân đội đã vượt xa đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung kể từ ít nhất là năm 2015. Điều này xuất phát từ nỗ lực độc đáo, nguồn mở nhằm tái tạo lại chi tiêu của Trung Quốc hàng năm kể từ năm 2000 bằng cách sử dụng kết quả đầu ra có thể quan sát được từ các hạng mục chính bao gồm mua sắm, nhân sự, vận hành và bảo trì. Ví dụ, chúng tôi ước tính chi phí của từng hệ thống hoặc vũ khí mà quân đội đã trang bị bằng đô la dựa trên khả năng của nó so với loại tương tự từ nền kinh tế thị trường, sau đó chuyển đổi sang đồng nhân dân tệ bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái ngang bằng sức mua được điều chỉnh để tính đến sự khác biệt trong giá hàng hóa và dịch vụ ở Trung Quốc so với các nước khác. Mặc dù con số tuyệt đối của chúng tôi cho bất kỳ năm nào có thể là con số thấp vì chúng tôi không thể định giá những gì chúng tôi không thấy, tức là các chương trình bí mật hoặc cơ sở ngầm, cách tiếp cận này truyền tải ý nghĩa theo chiều dọc về các trung tâm chi phí chính và về các xu hướng trong ngân sách của quân đội, độc lập với các tuyên bố chính thức của Bắc Kinh. Chúng tôi ước tính rằng từ năm 2015 đến năm 2019, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã tăng nhanh gần gấp đôi so với GDP chính thức của Trung Quốc tính theo giá trị thực. Đầu tư của quân đội bị đình trệ trong thời kỳ đỉnh điểm của dịch bệnh COVID trên đất liền vào năm 2020 do các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc chuyển từ đóng tàu hải quân quân đội, một trung tâm chi phí truyền thống, sang đóng tàu thương mại, có thể vì việc đóng tàu chiến đòi hỏi điều kiện làm việc chặt chẽ hơn so với đóng tàu chở hàng rời, và các mối lo ngại về sức khỏe tối quan trọng đã tăng lên. Tuy nhiên, việc tăng chi tiêu dường như đã bắt đầu lại vào năm ngoái và một lần nữa lại vượt xa mức tăng trưởng GDP. Các tàu của Trung Quốc lại náo nhiệt, với khoảng 20 tàu chiến lớn đang được đóng, lực lượng tên lửa quân đội đã bắt tay vào việc mở rộng hạt nhân triệt để, lực lượng không quân quân đội đang đổ nhiều nguồn lực hơn bao giờ hết vào việc mua sắm máy bay tiên tiến, và Trung Quốc đang quay quanh số lượng vệ tinh quân sự kỷ lục, thậm chí vượt qua cả Hoa Kỳ. Tất cả những điều này đang diễn ra trước cuộc khủng hoảng kinh tế do chính sách không có COVID của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây ra và hậu quả của nó, khiến tình trạng suy thoái kinh tế trên diện rộng của Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn.
Trong cuộc khủng hoảng này, quyết định của Bắc Kinh tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng, kết hợp với việc đảng chuyển từ trỗi dậy hòa bình sang chính sách ngoại giao chiến lang ngày càng hiếu chiến là một chiến lược có chủ ý. Bị cản trở bởi những mối đe dọa, Bắc Kinh đang trong quá trình giành giật từ phần còn lại của thế giới, các nguồn tài nguyên, khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ và vốn mà họ cần. Nói cách khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang định vị để ép buộc, hoặc nếu cần, đấu tranh, theo cách làm giàu của mình. Hãy xem xét Biển Đông. Trở lại năm 2010, bên lề một cuộc họp ở Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó là Dương Khiết Trì đã phản ứng giận dữ trước sự kiên trì của các nước nhỏ hơn trong khu vực bảo vệ quyền của họ đối với các đảo tranh chấp và vùng biển xung quanh chúng. Ông giải thích Trung Quốc là một nước lớn, còn các nước khác là nước nhỏ và đó chỉ là sự thật. Kể từ đó, Trung Quốc đã cố gắng đòi chủ quyền về cơ bản toàn bộ vùng biển bằng cách xây dựng và quân sự hóa các đảo mới. Các tiền đồn ở Biển Đông không chỉ có giá trị biểu tượng và quốc phòng mà còn mang lại ảnh hưởng đối với các tuyến đường biển, đóng vai trò là huyết mạch kinh tế cho các nước Đông Á, phụ thuộc vào cả việc vận chuyển năng lượng từ Trung Đông và tiếp cận các thị trường nước ngoài khác. Việc tiếp quản Biển Đông còn cho phép Bắc Kinh khẳng định yêu sách của mình đối với trữ lượng cá địa phương, cũng như các mỏ dầu và khí đốt dưới đáy biển. Khi ông Tập tăng cường chiến dịch khai thác này, ông giải thích logic của mình, mà ông gọi là biện chứng của chiến tranh và hòa bình, cho khán giả trong nước như sau: chỉ những người có khả năng chiến đấu mới có thể ngăn chặn chiến tranh, và những người sẵn sàng chiến đấu mới có thể ngăn chặn được chiến tranh mà không cần phải đánh nhau. Khi đó, việc xây dựng quân đội được thiết kế để cho phép đảng khẳng định lợi ích của mình ở nước ngoài mà không sợ bị phản kháng. Theo Foreign Policy, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.